Đây là cái phần cuối cùng của cái bài kinh Vô Ngã Tự, cái bài nói về thức thức của thức vô ngã, có sắc là vô ngã đấy, sắc này không phải của ta đấy, thọ vô ngã, thọ này không phải là ta, không phải của ta, không có tự ngã của ta, tưởng không có tự ngã, hành không có tự ngã, và bây giờ là đến cái thức không có tự ngã. Cái sắc thì nó là cái sắc thân, là cái sắc thân của mình. Và khi mà phân tích ra thì nó chỉ là những cái hạt sắc và nó luôn luôn sinh diệt, nên là nó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn cái tâm thì lại được chia thành bốn uẩn. Thì thường thường thì Đức Phật tùy theo cái nhận thức của những cái hành giả, và Đức Phật giảng pháp theo một cái pháp nào là có thể là ở cái pháp cô đọng đại cương, có những cái bài pháp thì Đức Phật phải triển khai chi tiết. Nếu mà những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy ra để cho chúng sinh đạt đến cái sự giác ngộ, và những cái chúng sinh nào mà có trí tuệ thanh tịnh nhất, thì Đức Phật chỉ nói về danh là sắc là đục, rằng người ta đừng hiểu danh là tâm, sắc là thân, ai mà giác ngộ ra được hai cái này, đoạn trừ được cái tham ái, chấp thủ đủ người để đánh sắc thì nó sẽ giải thoát. Nhưng đối với những người có cái căn cơ từ lúc vượt qua đến trung bình thì thường Đức Phật phải phải nắm được, vì cái tâm nó phức tạp, cái tâm thức của con người nó rất là thâm sâu, nó diễn biến nó rất là sâu sắc và nó rất là vi tế, cho nên là phải chia sẻ nó ra thành nhiều buổi để cho cái người học Phật pháp sẽ dễ hơn, dễ hiểu hơn. Đó là chia thành thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Còn có những trường hợp nữa thì Đức Phật phải chia thành xứ, nội xứ và ngoại xứ, như là sáu căn, sáu trần, hoặc là chia thành giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì chia sẻ ra như thế cũng mục đích là để hiểu về cái thân và cái tâm này. Khi mà hiểu về cái thân, cái tâm này rồi thì có thể phá được những cái tà kiến về thân tâm của mình, và từ đó là những cái sự giác ngộ. Trước kia thì học xong bốn cái nguồn kiến sát thọ tưởng hành này, cái phần thức thức hôm trước là được một nửa bài, mà đi sơ qua cái một cái nửa bài đã qua hôm trước, đến cái phần sau thức uẩn này. Con người học về thức thì phải biết thức là gì. Người ta nói là tâm thức, thì đúng là cái tâm thức. Thì cái thức có nghĩa là các cái tâm, cái tâm này, tất cả cái tâm tâm hành. Tâm nó có cái chức năng là biết cảnh, đặc tính là biết cảnh. Chức năng của tâm là nó đứng đầu các tâm sở, thể hiện của tâm là liên tục, một cái dòng diễn tiến liên tục. Nhân cần của tâm là danh và sắc. Tâm này muốn nói là tâm vương, tại vì trong tâm thì nó có một cái tâm, và các cái tâm sở nó đi kèm theo. Khi mà nó khởi lên một tâm ấy, thì nó có một cái thức, và đằng sau nó là một nhóm các tâm sở đi theo. Bây giờ mình khởi lên một cái tâm tham, thì cái tâm tham đấy là tâm vương, và một nhóm các tâm sở đi theo. Ví dụ nó có những cái chức năng, mỗi cái tâm có một chức năng. Ví dụ nó có cái chức năng là nó xúc chạm này, cảm thọ này, tưởng nhớ này, rồi tư đốc thúc, nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thân giải, tức là có các cái biến hành biệt cảnh và các cái tâm sở của nó. Thì đây có cái thức này là tâm vương đấy, thức này là tâm vương, tâm vương.
Để mà hiểu về cái tâm thì nó có rất nhiều tâm, và ở trong cái bản nêu ấy, nó nguyên một nửa cái bản nêu là nói về cái tâm thức. Tâm có 121 tâm, tất cả cái đấy nó đều là thức uẩn. 121 tâm này đều là thức uẩn, và tất cả đây nó có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô số giới và tâm siêu thế. Và nó cũng chia ra thành các cái tâm thiện và tâm bất thiện, chia chẽ ra nhiều, có rất nhiều các cái loại tâm. Nhưng mà cái tâm thức đầu tiên, cái tâm thức đầu tiên ở trong một cái kiếp sống đó được gọi là tâm tục sinh, tức là cái lúc mình bắt đầu của cái sự sống này, bắt đầu của một cái kiếp sống mới này, là có một cái dòng tâm tục sinh sinh lên. Lúc ấy mình cận tử, cái thời điểm cận tử ở kiếp trước có một sát na tâm sinh lên rồi diệt đi, sau đó thì lại có một cái dòng tâm tục sinh sẽ tiếp nối ngay lập tức. Thì cái tâm đấy nó được mình đi tái sinh, sau rồi cái dòng tâm tục sinh này nó sinh lên một sát na rồi diệt đi, thì sau đó là tâm hữu phần và sinh lên liên tục, là tâm tục sinh. Tâm tục sinh thì nó chỉ sinh lên một lần. Thì cái người mà biết được cái tâm này là do hành thiền sẽ hướng về cái thời điểm đi tái sinh thì sẽ biết được cái tâm tục sinh đấy. Sau cái tâm tục sinh lần đến tâm hữu phần, cái tâm tục sinh thì nó có cái chức năng là nối liền hai cái kiếp sống. Bây giờ mình cứ chết ở kiếp này thì sẽ có mình tắt hơi, mình chấm dứt một cái kiếp này, cái tâm tử nó sinh lên, nó diệt đi một cái, nó có tâm tục sinh sinh lên luôn. Tức là cái mình sẽ đi đầu thai ngay lập tức, không có một cái khoảng thời gian nào để chờ đợi. Bây giờ người ta quan niệm là có cái thời gian để chờ đợi đấy, không đúng. Mà cái người đó sẽ chết rồi sẽ đi tái sinh bằng bốn cái pháp tái sinh, nó là đoạn thai thấp hóa, từ chứng sinh, từ thai sinh, từ thấp sinh, hóa sinh. Thì nếu mà cái chúng sinh nào mà từ chúng sinh và hóa sinh thì nhớ lại được đời sống trước, còn những cái chúng sinh mà sinh ra từ thai, từ chứng, từ hoãn thì không có nhớ lại được cái đời quá khứ đâu. Cho nên là các chư thiên người ta vẫn nhớ được cái nghiệp như là nè, những chúng sinh những ác quỷ địa ngục vẫn do người ta hóa sinh, vẫn nhớ lại được cái nghiệp họ đã làm, còn là có người chẳng ai nhớ được. Bởi vì đi tục sinh, thai sinh, hóa sinh, và cái sau cái tâm tục sinh, tâm hữu phần nó sinh lên và diệt đi. Tâm hữu phần là nó luôn nó có cái nhiệm vụ ấy, là nó để nó cái tâm này nó nhận biết cái đối tượng nhiệm cận tử, và nó làm cho cái dòng tâm không bao giờ bị đứt quãng. Tức là nó là gọi là cái tâm hộ kiếp, nó làm cho cái kiếp sống mình luôn được duy trì. Như là một người trong khi mình ngủ là tâm nó rơi vào cái tâm hữu phần, khi mà từ một cái nội tâm này nó chuyển sang nội tâm khác, nó sẽ rơi xuống cái dòng hữu phần, sau đó nó mới chuyển sang một cái nội tâm khác. Bây giờ từ cái nội tâm mắt nó chuyển nội tâm ta, mắt mình nhìn thấy một cảm, xong rồi cái tâm thức nhãn thức nó sinh lên nó diệt đi, sau đó sẽ có một cái nội tâm hữu phần nó cũng sinh lên nó diệt đi, sau đó lại có một cái nội tâm nhĩ thức nó sinh lên nó diệt đi. Nó cứ liên tục như vậy, vì cái diễn biến của tâm nó rất là nhanh, quá nhanh, và cái trí bình thường không thể nào thấy được, chỉ có bằng cái tuệ minh sát thì mới thấy được những tâm này. Còn người nào mà chưa phát triển được tuệ minh sát thì không thể nào thấy được những cái tâm này. Cái tâm hữu phần thì nó luôn luôn bắt cái đối tượng là nghiệp cận tử. Bây giờ mình thì không có cái tuệ minh sát, mình không biết là mình có kiếp trước hay không, hay là kiếp trước mình là ai. Nhưng thực ra trong cái dòng tâm hữu phần của mình, nó luôn luôn có cái hình ảnh của cái nghiệp cận tử đấy. Ở trong kiếp trước luôn 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 có cái hình ảnh đấy. Mà chỉ khi nào hành đến phân biệt duyên khởi thì mình sẽ thấy được cái hình ảnh cận tử mà tâm hữu phần nó an trú. Lúc nào mình cũng bắt cái cảnh đối tượng này suốt cả một cái kiếp sống này. Sau cái tâm hữu phần này, khi mà mình sinh ra đời nó có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì nó sẽ có những cái lộ tâm, nó sẽ có lộ tâm của các cái căn này, thì nó có lộ ngũ hướng môn, ngũ môn hướng, đây là nó chỉ cho năm cái căn mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái căn đấy. Khi mà năm cái căn đấy nó hướng đến cảnh trần thì nó sẽ có những cái tâm nó hướng đến đấy, được gọi là tâm hướng ngũ môn.
Và cái tâm này nó nhận biết cảnh trần, hướng đến cảnh chạm đến cảnh gián đoạn của dòng thực phẩm. Khi mà mình muốn nhìn một cái gì đó thì là cái tâm của mình nó hướng đến đối tượng đấy. Khi mình muốn nghe cái gì đó thì tâm nó phải hướng đến cái đối tượng nghe. Thì nó sau một cái nội tâm mà hướng ngũ môn rồi thì nó mới có một cái nội tâm tiếp theo, ví dụ như nhãn thức nó nhận biết cảnh. Cái tâm mà khi mà được chia chẻ ra thì nó cứ mỗi một cái sát na tâm nó là một cái phận sự khác nhau. Và một cái người muốn đạt được cái sự vô ngã, tức là muốn tuệ chi được cái tính vô ngã của cái tâm thức, để mà mình không còn chấp trước là cái nhận thức này là của tôi, cái tâm thức này là của tôi, cái suy nghĩ này là của tôi, cái nhận biết này là của tôi, để mà thoát ra khỏi cái trạng thái chấp thủ đối với cái, tức là mình chấp có cái thức ở trong cái ta, có cái ta ở trong cái thức, thức là của ta là của thức, thì cần phải có một cái tuệ minh sát để mà phân biệt, để mà quán chiếu, để mà tuệ chi được những cái dòng tâm thức này. Nó chỉ là như những cái dòng cung tục, nó là như những cái dòng nó như nó cứ kết hợp với nhau ấy. Nó cứ như là những cái cơn sóng này nó sinh lên rồi nó diệt đi, cơn sóng này nó sinh lên nó diệt đi, thì các cái nội tâm này cũng vậy, cứ nội tâm này nó sinh lên nó diệt đi, một nội tâm khác nó lại sinh lên nó diệt đi, nó cứ liên tục như vậy. Để mình thấy được rằng ở trong đấy nó có một cái linh hồn, nó không có cái tự ngã, nó không có một cái ta nào trường tồn ở trong đấy, mà nó sinh ra một cái nó lại biến mất, nó tan mất, giống như bọt nước ấy, thế nó cứ lên một cái nó lại tắt tan đi. Còn nó lại sinh lên một cái nó lại tan đi. Cái dòng tâm thức này nó cũng vậy, nó cứ sinh lên một cái này nó tan đi, một cái dòng tâm thức khác nó lại sinh lên nó lại tan đi, cứ liên tục như thế. Tuệ chi được như vậy thì mới đạt thấy được cái tính vô ngã của cái tâm thức. Để một cái hướng ngũ môn nó có cái nhiệm vụ là hướng đến cảnh, sau đó một cái nhãn thức hay là một cái nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức đấy, nó sẽ nhận biết cái cảnh đấy. Thì cái nội tâm tiếp theo này nó chỉ làm mỗi một cái nhiệm vụ để nó là nhận biết cảnh, để thấy cảnh. Cái biểu hiện của nó chỉ là cái con mắt nó chỉ có người ta dụng, cái nhãn thức nó chỉ có một cái tác dụng là thấy cảnh, nhị thức, thân thức, ý thức cũng vậy, nó cũng tương tự như thế. Hoặc là khi mình nghe tiếng âm thanh thì cái nhị thức nó chỉ làm một cái nhiệm vụ, đó là biết âm thanh. Cái tỷ thức thì nó làm một cái nhiệm vụ biết mùi, thiệt thức nó làm một cái nhiệm vụ là biết vị, đơn giản như thế thôi. Sau đó thì sau cái tâm nhãn thức đấy thì nó mới đến một cái tâm thiệt tiếp nhận cảnh trần, tiếp thâu nhận, nhận biết cảnh trần, thâu nhận cảnh. Khi mà cái mắt mình mới nhìn thấy rồi, nó chỉ làm một cái nhiệm vụ thấy, và sau đó lại có một cái nó sinh lên một cái nó diệt đi luôn, sau đó lại có một cái nội tâm khác nó sinh lên, nó tiếp nhận cái cảnh này vào, nó đưa cái cảnh này vào trong tâm, đưa cái cảnh trần nó vào trong tâm, thì cái tâm gọi là tiếp theo tiếp nhận cảnh. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh vật thì nó ở xa, thế thì bắt đầu mình phải hướng cái tâm đến, xong là mình căng cái mắt ra mình nhìn cho rõ. Thì cái nhãn thức ấy, nó thấy được cảnh, một cái nó sinh thì nó diệt đi, thì lại có một cái tâm tiếp theo nó sinh lên, nó bắt cái cảnh đấy, nó thu nhận cái cảnh đấy vào đấy, được gọi là cái tâm tiếp thâu, tiếp nhận cảnh trần. Cái tâm cảnh thì cái tâm này nó tiếp nhận cái cảnh trần vào, một cái nó cũng diệt đi luôn, làm xong phận sự của nó một cái là nó diệt luôn, nó không có tồn tại nữa. Rồi lại có một cái tâm tiếp theo bắt đầu nó mới hướng đến đôi, nó làm nhiệm vụ là suy xét, nó phán đoán, nó suy xét là cảnh này là cái gì, nó phân biệt, có một cái nội tâm này là nó lại phân biệt, nó suy xét đây là cảnh quen hay là cảnh lạ, đây là cảnh tốt hay là cảnh xấu, đây là cảnh có nợ hay là có hại, thì cái tâm này là cái tâm nó suy xét cái cảnh trần. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đấy thì bắt đầu mình hướng tâm, mình thấy một cái người, một cái bóng đang đi đằng trước, mình hướng đến thì nó lấy một tâm, cái tâm nó nhìn thấy một cái hình ảnh của người đấy là một tâm, nó thu nhận cái hình ảnh của cái người đấy vào nó là một tâm khác, rồi nó suy xét người này là người quen hay người lạ, người tốt hay người xấu, thì nó lại là một cái tâm khác. Nhưng mà các cái tâm đó, mỗi một tâm nó sinh lên xong nó diệt đi luôn, nó suy xét xong nó diệt đi, nó lại có một cái tâm khác nó sinh lên, đó là cái tâm quyết định. Cái tâm quyết định hướng ý một, quyết định là xử ý như thế nào với những cái cảnh đó, là cái tâm gọi là tâm đoán định, tâm đoán định là từ ý một hướng định.
đấy là mình quyết định như thế nào, những cái quyết định làm như thế nào với cái cảnh này, là quyết định là, ví dụ mình thấy cái cảnh này là cái cảnh đáng ưa đáng thích, chứ lúc đấy mình khởi cái tâm ưa thích đấy, hay là cái cảnh đấy là cái cảnh xấu mình không ưa thích, thì lúc đấy nó có cái tâm, nó là cái tâm sự, cái tâm này là tâm đoán định, tâm quyết định, thì cái tâm này nó cũng sinh như một sát na và nó diệt đi. Sau cái tâm này nó sẽ có 7 cái tốc hành tâm, 7 cái chặt cha văn na đi kèm với các cái tâm tịch hạ. Nếu như mà lúc đấy mình cũng một cái cảnh trần đấy, mình có cái tác ý như lý tác ý khác nhau, cũng cùng một cái cảnh trần nhưng mình có như lý tác ý, thì nó sẽ sinh lên tâm thiện. Và 7 cái chặt cha văn na này nó sẽ sinh lên 7 cái chặt cha văn na thiện, tức là các cái tâm tịch hạ nó sinh lên, nó dao động liên tục một lượt 7 lần liên tục. Và cái chặt cha văn na sẽ tạo nghiệp từ cái tâm cha văn na thứ nhất đến chặt cha văn na thứ bảy. Lúc đấy là cái tâm nó sinh lên, nó đâm các cái chặt cha văn na này nó sinh lên và lúc đấy mới tạo thành nghiệp. Tức là cái lúc đấy mình sẽ xử lý như thế nào đối với cái cảnh trần, mình có cái tư tưởng như thế nào với cái cảnh trần thì là mình sẽ tạo thành cái nghiệp. Ví dụ như là cái cảnh trần này mình khởi lên một cái tâm ưa thích, một cái tâm tham với cảnh trần, thì nó khởi lên tâm bất thiện. Mình có khởi lên một cái tâm là mình hiểu biết về cái vô thường của cái cảnh trần, thì nó sẽ khởi lên cái tâm thiện. Mình hiểu biết được rõ bản chất của cái cảnh trần, nó khởi lên tâm thiện, thì bảy chặt cha văn na khởi lên. Thì lúc đấy cái như đi tạm đi này thì nó sẽ tạo ra cảnh cái thiện, còn những phi như đi tạm đi thì nó tạo ra cảnh tâm bất thiện, tạo cảnh tâm bất thiện bảy chặt cha văn na. Thì lúc đấy mình chỉ cần tạm đi sai, mình cần cố với cái cảnh trần này. Đấy, mình chỉ cần tạm đi sai và mình khởi lên một cái tâm không ưa thích cái cảnh đấy, nó khởi lên tâm sân. Mình ưa thích cái cảnh trần quá thì khởi lên tâm tham ái. Mình biết cảnh trần đấy đó là cái cảnh nó không có thật, nó là vô thường, khổ vô ngã, mà mình đã chấp nó là thường nạt ngã tịnh, thì lúc ấy mình khởi đến tâm tham cảm kiến đối với cái cảnh trần. Thế là do phi như lý tam ý, mình tam ý đối thiện, phi như lý tam ý thì nó thành là tâm thiện. Thì bảy chặt cha văn na bất thiện nó khởi lên thì nó cũng sẽ tạo thành nghiệp bất thiện. Đấy là đối với cái cảnh trần, nó cứ đọc vào cái căn của mình, rồi mình sẽ tiếp nhận nó, mình truy xét nó, mình quyết định với nó, quyết định xử lý như thế nào với nó, thì nó sẽ sinh ra các cái tâm thiện hoặc bất thiện. Và lúc đấy các cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện bắt đầu nó sẽ đi, mình sẽ tích lũy. Lúc đấy cũng là cái lúc mình tạo ra nghiệp, mình tạo ra nghiệp ngay trong những cái lúc mình đối diện với các cảnh trần. Ví dụ mình đối diện một người, mình khởi lên một cái tâm sân, còn nhìn những người đấy mình biết đây là cái người mà mình không ưa, thì ngay cái lúc đấy là bày cái chặt cha văn na về tâm sân khởi lên, và mình sẽ tạo cái nghiệp bất thiện về tâm sân, nghiệp bất thiện về ý thiện, ý bất thiện nghiệp. Và sau đó nó còn hai cái tâm tăng tí, hai cái tâm này nó còn gọi là tâm móc cảnh. Cái tâm này nó sẽ nhận thức là sáu cảnh, cần sáu loại đối tượng, chỉ là một cái nhận kỹ cho nghiệp của nó là một cảnh nhân từ mình muốn sự tâm trí của các cái tội hành tâm. Bây giờ là một cái ẩn dụ về trái xoài để mà cái diễn tả cái lộ trình tâm. Tâm trung về trái xoài diễn tả một cái lộ trình tâm. Một người đang ngủ dưới gốc cây xoài thì có một trái chín rơi xuống người. Người đó tỉnh dậy mở mắt nhìn cái gì thì bị đó thấy trái xoài, nhặt trái xoài lên xem nó thật kỹ rồi quyết định sẽ ăn nó, thưởng thức nó một cái ngon này, còn lại một cái hạt nếm thêm hai cái nữa rồi bỏ đi, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Câu chuyện này thì có ẩn ý gì? Một cái câu chuyện nó có liên quan đến cái tâm. Thế mà trong một cái câu chuyện này nó sẽ diễn tả cho cả một cái lộ trình tâm, cái lộ trình tâm ẩn dụ cho một lộ trình tâm ngủ trong thức. Một người đang ngủ tức là khi mà tâm còn ở trong dòng ngũ phần, trái xoài là cái cảnh trần thật và các căn. Người đó tỉnh dậy mở mắt nhìn xem
thì lúc đấy là cái tâm giống như là cái tâm hư vi môn, giống như là bây giờ mình đang ngồi ngơ ngác thế này, bần thần thế này, tự nhiên có một cái gì đó nó đập người mình, mình đi giật mình, mình quay lại mình nhìn xung quanh xem là cái gì, thì cái lúc đấy cái tâm mà nó đang đi xem xét được cái gì nó vừa tác động vào mình, thì cái tâm đấy gọi là hư vi môn. Tức là cái ý của mình nó đang hướng đến đối tượng, đang đi tìm đối tượng xem là cái gì đây. Đấy, hướng đi vô mô, thì nó thấy chạy xoài. Thì lúc đó mình thấy được cái đối tượng đó là người mình, thì đấy là tâm nhãn thức. Mỗi tâm chỉ làm một nhiệm vụ đó, xong nó diễn đi ra. Sau đó nó sẽ đến một cái tâm tiếp theo, nhặt chạy xoài lên, đó là tiếp theo. Xem trên nó thật kỹ, đó là thẩm tận. Quyết định sẽ ăn nó, đó là tâm thẩm định. Thưởng thức nó ngon lành, đấy là phải chặt chăm ăn ra tốt hành. Còn lại cái hạt niệm thêm là cái nữa phải bỏ đi, còn hai cái tâm đăng ký. Rồi lại nằm giữ một tiếp, nó còn tâm này rơi lại hữu phần. Đấy là cái lòng tâm, một cái nội tình tâm nó sinh lên. Của cái nội cũng trong thức là nó sinh lên như vậy. Cái hương, bao giờ nó phải có cái tâm hữu phần nó sẽ rung động, nó rất dòng. Đấy, sau đó thì một cái tâm nó hướng lên đối tượng, nó nhìn thấy đối tượng, nó tiếp nhận đối tượng. Bắt đầu nó xem xét đối tượng, bắt đầu nó quyết định xử lý như thế nào với đối tượng. Sau đó là bảy cái trạng cha văn nam, đấy là cái tâm, một cái tâm gì đó, cái tâm thức bắt đầu nó được hình thành, nó được hình thành từ bảy trạng cha văn nam này, tâm thiện hay tâm bất thiện nó sẽ được hình thành từ đâu. Còn ở cái giai đoạn trước là nó thì còn đang đi xác định xem nó là vấn đề gì, nó trải qua cả một cái quá trình chuẩn bị như thế này, nó mới đến đây, nó mới tạo thành tâm thiện hay tâm thiện. Thế nên bất cứ những cái cảnh trận gì bên ngoài mình nhìn thấy, xong rồi mình cũng phải có những cái tâm tiếp nhận, bắt đầu suy xét, sau đó mình mới quyết định khởi lên tâm gì với nó đấy. Nếu lúc đấy mình như ý đã ý quá, nó đúng theo cái bản chất của nó là vô thường, vô ngã, bất định, thì nó khởi lên cái tâm thiện. Còn lúc đấy mình quán đã nhận thức sai cái bản chất của nó sẽ khởi lên tâm bất thiện. Và ngay trong cái nhận thức đấy là mình đã tạo những cái nghiệp thiện hay bất thiện rồi. Cái hoạt động của tâm, tâm hướng đi môn, hướng đến đối tượng của nội đi môn, nhận thức cái hướng về đi môn, nhận thức sự hướng về sự đời đi của hữu tâm. Còn cái vọng tâm ở dưới hướng đi môn là cái lúc mà các căn của mình không hoạt động, nhưng mà mình ngồi yên lặng, mình vẫn hướng tâm được đến các đối tượng. Như cái hôm qua mình nhìn thấy cảnh thì hôm nay mình vẫn nhớ lại được cái cảnh đấy, thì cái mà nó, cái tâm mà nó có thể hướng được đến cái đối tượng quá khứ, đối tượng tương lai, những cái hình sắc quá khứ, những cái âm thanh quá khứ, những cái mùi hương, những cái vị, những cái xúc chạm ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, cái ý mô này nó đều có thể nhớ lại được, thì nó gọi là tâm hương ý mô. Và cái tâm này nó gọi là ý thức. Tâm tử là cái tâm cuối cùng của kiếp sống. Ngoài những cái tâm này ra cho đến một cái kiếp sống cuối cùng, những cái nội tâm hướng vũ môn và hướng ý môn là một tâm thường nhật hàng ngày. Còn mình có một cái tâm nó chỉ khởi lên một lần, là tâm tục sư. Rồi sau đó nó chỉ mở hiệu phần, cái tâm hiệu phần thì khởi, thì nó duy trì suốt những kiếp sống này. Cứ lúc nào các tâm khác ngừng nghỉ, nó rơi vào hiệu phần. Và cho đến kết thúc của kiếp sống, bắt đầu nó sẽ có một cái nội tâm này, nó chỉ khởi lên có một lần, nó diệt đi. Nó là tâm tử. Tâm tử nó là cái tâm cuối cùng của kiếp sống này, nhận biết đối tượng thực nghiệp, chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Kiểu hiện của nó giống như chức năng, nên nó sự đời đi của tâm hành tâm trước. Thế tâm tử của mình nó sẽ bắt cái đối tượng nghiệp của mình, có thể là mình tạo kiếp này, có thể mình tạo trong nhiều kiếp trước. Mình cũng cái tâm cái cuối cùng này nó cũng nghĩ đến cái hành động gì mà mình đã làm, thì nó sẽ bắt lên cái hành động này, bắt lên cái hình ảnh đấy, và đấy là đối tượng, nó còn là hiện tượng. Nếu cái hành động thiện thì mình sẽ đi về con đành, hành động bất thiện mà gửi lên trong cái tâm tử thì mình sẽ đi về con khổ. Có tất cả các tâm khi mà nói đến tâm, nếu mà nói ở cái mức độ ngắn gọn là 89 tâm và chi tiết là 121 tâm. Đây là có 8 tâm thang, tâm tham thì nó có 8 tâm, tiếp thì sẽ ở trong tổng đều sẽ thành có tâm tham tập tiến, có cái tâm
tham thì nó chỉ đi với tạp kiến phong vi với ngã mạn, có lúc thì nó cần sắc bảo, có lúc nó cần sắc bảo, có lúc thì nó có hỉ, có lúc thì nó có sảnh, thế mà thôi. Tâm sân thì nó chỉ có hai tâm, tâm thì lúc bao giờ có cả họ yêu sầu, sân họ yêu không cần nhận bảo, cần nhận bảo, như thế nào thì được gọi là tâm sân. Tự lực bị ra đi những kiểu cảnh không đáng yêu được các ghen tị cảm thấy người khác với mình, bọn trẻ vì không muốn chia sẻ những gì mình có với người khác không lắm vì đó là những điều có nghĩa là thế thôi là sự hỗ trợ, thế thôi là sự hỗ trợ. Có tâm sân cần nhận vào có cái tâm sân, có người thúc giục mà nó khởi cho tâm sân, còn đôi khi tự mình tác ý mình khởi cho tâm sân. Tâm si, tâm si thì nó chỉ có hai loại si, đó là một cái tâm si là nó khi mình hoài nghi, cứ lúc nào mình do dự mình hoài nghi, không biết cái này đúng hay cái kia đúng, cái này sai hay cái kia sai, để ta nên biết đi, ta biết lựa chọn cái nào đây, thì cái lúc đấy do cái tâm của mình nó không biết, thì nó ngu, nó không biết thì nó gọi là tâm si. Còn nếu nó biết thì nó đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi, thì lúc đấy nó lại là tâm có tuệ, tâm có trí. Tâm có trí thì nó nhìn vào cái nào đúng và nó biết cái nào đúng, nhìn cái kia sao, biết cái kia sao. Còn cái tâm si thì không biết gì cả, nhưng mà nó đi ngoài, nhưng mà si đi với hoài nghi và si đi với trạng tử. Cái trạng tử là cái tâm mà nó luôn luôn đang sang giang động, nó không có được an tĩnh, thế nó cứ nghĩ chuyện này một tí, nghĩ chuyện kia một tí, không có định tĩnh, nó không si trạng tử. Si hoài nghi mười tám cái tâm vô nhân, mười tám tâm vô nhân quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tố vô nhân. Tâm tại sao nó có tâm vô nhân? Nhẫn nhẫn nhị kỳ triệt thân thức ý tức tiếp theo thẩm tâm, tiếp theo thẩm tâm. Những cái tâm này được gọi là tâm vô nhân, tức là những cái tục tâm của mắt tai mũi lưỡi tâm ý nó không có nhân, bởi vì nó không có tham sân si và nó cũng không có vô tham vô sân vô si, cho nên được gọi nó là tâm vô nhân. Khai ngũ môn, khai ý môn, tiểu si của mức tâm này bên này nghĩ hỏi vô nhân có nghĩa là gì? Vô tham vô sân vô si là ba nhân thiện, tham sân si là ba nhân bất thiện. Nếu một tâm nào không vô tham vô sân vô si cũng không có tâm sân si thì được gọi là tâm vô nhân. Thì cái người mà đi tái sinh ấy, người ta sẽ có cái người đi tái sinh bằng cái tâm tam nhân. Ví dụ lúc chết ấy, mà mình là đi tái sinh bằng cái tâm tam nhân vô tham vô sân vô si này, thì là cái người đấy là người có trí tuệ lớn. Nhưng mà có những người đi tái sinh bằng cái tâm nhị nhân, nhị nhân là vô tham vô sân mà nó không có cái vô si, tức là cái tâm tham nó yếu, cái tâm sân nó yếu, nhưng mà cái tâm tuệ nó cũng yếu. Mình thì lúc đấy sẽ trở thành người nhị nhân, người nhị nhân thì trí tuệ mình hơn nhiều. Và có một cái hạng người thứ ba, đó là người vô nhân. Người vô nhân tức là khi mà đi tục sinh, cái tâm tục sinh đó là cái tâm quan sát thọ sản của thiên vô nhân. Nếu sinh về thì có một người có cõi trời, cái tâm quan sát nó cũng là cái tâm suy xét ở trong cái nội tâm, tâm suy xét nghĩa là cái tâm đăng ký, nó có những cái nhiệm vụ đấy. Thì cái nội tâm của nó không có tham sân si, nó không có vô tham vô sân sân si, tức là những cái tâm đấy nó rất là ít, những cái tâm sở đi kèm theo nó rất là ít, cho nên cái tâm nó ít như vậy nên nó rất là yếu. Vì cái tâm nó yếu như vậy cho nên khi mà nó đi vào trong thai thì nó không đủ cái năng lực để hỗ trợ cho cái thai nhi đấy được hoàn thiện về các căn, tức là trong này nó sinh ra nó sẽ bị khiếm khuyết 106 căn. Nó có thể bị khiếm khuyết về căn mắt hoặc là tai hoặc mũi hoặc lưỡi hoặc thân. Đấy là vì nó đi tục sinh với cái tâm vô nhận thì nó cái tâm rất yếu, cho nên nó cái thức sau này sinh ra nó bị thiếu. Nên có người bị mù điếc ngọng câm từ trong bẩm sinh là người đó đi đầu thai với cái tâm vô nhân, còn người nào đi đầu thai với tâm tam nhân thì rất là tốt, người đó đầy đủ cả về
cái trí tuệ của vị đó đủ để có thể chứng đắc được các cái pháp thượng nhân. Nếu mà vị đó tu tập thì nó sẽ chứng đắc được các pháp thượng nhân vì cái trí tuệ nó là sắc bén. Còn đi đầu thai với cái tâm nhị nhân có vô tham vô sân thì cái kiếp này chỉ là những việc bình thường, không thể nào mà phát triển được cái trí tuệ đến một cái mức sâu sắc, tức là không thể thành tựu được các pháp thượng nhân. Còn những chúng sinh đi đầu thai với cái tâm tham nhân bất thiện, tham sân si thì nó sẽ đi trong các cõi khổ, địa ngục là bị xuất sinh. Còn chúng sinh nhất nhân, cái hàng chúng sinh một nhân, nó là một tâm tham hoặc một tâm sân hoặc một tâm si. Cái hàng chúng sinh nhất nhân thì là chỉ đoạn cõi khổ, địa ngục là bị xuất sinh. Nhị nhân thì sinh là có người mà có chư thiên, tam nhân cũng sinh là có người chư thiên, vô nhân cũng có người có người cũng chư thiên. Ví dụ như nhiều năm trước ấy, một cái tâm nhận thức ấy, nó chỉ có bằng cái tâm thức xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tạo ý. Đấy là một cái nội tâm này, cái nội tâm 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 quả tâm vô nhân, cái tâm vô nhân nên cái tâm vô nhân nó chỉ có bằng cái tâm nó rất là ít tâm, cái nội nhận thức nó chỉ có bằng cái tâm có một cái nhận tâm như vậy, trong bảy cái tâm sở không có vô tham vô sân, không có tham sân si nên gọi là tâm vô nhân. Tại sao tâm quả thiện lại có thẩm tâm thọ hị mà quả bất thiện lại không có? Khi mà cái tâm quả cũng nó cũng chỗ ở cái các cái căn của mình mang lại những thân hị, và cái quả thiện nó cũng chỗ đấy mà quả bất thiện nó cũng chỗ đấy. Nên là khi nào những cái quả thiện nó chỗ, mình luôn luôn thấy những cảnh mà mình hài lòng, được nghe âm thanh hài lòng, người nếm đụng chạm những cái mà mình ưa thích hài lòng, đấy là cái quả thiện nó đang trổ. Có lúc những khi cái quả bất thiện nó trổ, mình luôn luôn phải thấy những cái cảnh mà mình không thích, không ưa, nghe những cái âm thanh rồi là mọi người mình nếm đụng chạm những cái mà mình không ưa không thích, thì những lúc đấy là cái quả bất thiện nó trổ, nó trổ vào trong các cái giác quan, các cái tâm thức này. Thì khi nào nó trổ những cái quả thiện mình ưa thích cho nên mình có thọ hỷ, thì thế. Còn khi nào mà nó ở cái nó trổ những cái quả bất thiện, nó làm cho mình toàn thấy những cái cảnh khó chịu không hài lòng, thì lúc đấy mình không có vui vẻ. Thì cứ lúc nào bây giờ mình trong lòng mình cảm thấy buồn thì lúc đấy là cái quả gì nó đang trổ, quả bất thiện nó đang trổ. Bây giờ mình nhìn trong một ngày mình có bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần buồn, là bắt đầu mình phải so sánh nhất, vui với lại cái lúc mình buồn phiền, với cái lúc mình vui thì cái gì nó nhiều hơn. Mình cảm thấy cái tâm của mình nó có niềm vui nhiều hơn là do cái thiện nghiệp của mình nhiều hơn, mà mình cảm thấy trong lòng mình cái nỗi u sầu buồn phiền nhiều hơn là cái ác nghiệp nó nhiều hơn. Đấy là nó cái những cái nghiệp nó trổ liên tục vào trong tâm mình như vậy. Luôn luôn mình ưa cái tâm của mình nó sẽ khi mà đối với cái cảnh trần bên ngoài, tâm quả thiện nào được thấy ngay người nên chẳng chịu xét những cảnh hài lòng nên sinh hoạt hiện quả bất thiện thấy ngay người nên những cảnh không hài lòng không có hoàn thiện. Bây giờ đến 24 tâm dục tưởng, 24 tâm dục tưởng, tâm dục tưởng đã chia sẻ quả là tốt. Bốn tâm dục tưới tịnh hảo đại thiện có tám, đại quả có tám và đại tổ có tám, thọ hỷ có chí hiệu chậm, thọ hỷ có chí vô chậm, thọ hỷ ni chỉ hiệu chậm, thọ hỷ ni chỉ vô chậm. Đấy là có tám cái tâm, tám khi mà một cái tâm thiện của mình nó khởi lên, ví dụ mình nhìn thấy một cái cảnh trần, mình có cái trí tuệ, mình quan sát, mình biết nó là vô thường của vô ngã, thì lúc đấy cái tâm thiện nó sẽ khởi lên. Có thể là nó thích thú với cái cảnh đấy, là nó hoan hỉ. Có thể là có người phải nhắc nhở mình, có thể là không ai nhắc nhở mình. Có thể là cái tâm thiện đôi khi nó có trí, có thể là tâm thiện không có trí. Có thể là tâm thiện thì mình hoan hỉ, có thể là mình dừng dưng. Như bây giờ
cái tâm thiện này nó sẽ sinh lên trong lúc mình làm việc thiện, như là trong lúc mình đi bố thí, trong lúc mình bố thí. Thế thì mình bố thí với tâm hoan hỷ thì nó có hoan hỷ, mình bố thí mình có hiểu biết, bố thí sẽ cho cái quả an vui, cả là có trí. Bố thí này do có người khác nhắc vào mình thì đấy là có cái sự hỗ trợ của người khác. Đấy là một cái tâm thiện thứ nhất. Tâm thiện thứ hai thì cũng cái hành động bố thí đấy, mình có hoan hỷ, mình có hiểu biết nhưng không cần ai nhắc vào cả, tự mình tình nguyện làm. Thế là cái tâm thiện thứ hai, tâm thiện thứ ba cũng cái hành động bố thí đấy. Mình hoan hỷ nhưng mà mình lại không hiểu cái hành động bố thí này có lợi ích gì không. Thì đây là của những cái người, người ta không có hiểu về giáo pháp, người ta không được nghe giáo pháp, không được học Phật pháp, không tin về nghiệp quả của nghiệp, thì người ta vẫn là việc thiện, nhưng người ta làm việc thiện với cái tâm bi trí, có là người ta thì làm cho nó xong, hoặc là làm vì cái tình thương, nhưng mà tình thương không có trí tuệ gì cả. Đấy thì gọi là cái thọ hỷ ni trí, và có người khác nhắc bảo có thọ hỷ ni trí, và có người khác không cần người khác nhắc bảo. Còn thọ xả thì nó chỉ ngược lại, đó là mình làm việc thiện với cái tâm dừng dưng, giữa người đấy vô thí nhưng mà không hoan hỷ, thấy nó là hành động bình thường. Tất cả những cái tâm khác cũng vậy, cái tâm thọ xả là mình cảm thấy nó bình thường, là mình không vui, không vui không buồn thì nó là thọ xả. Thì nó có tâm đại thiện, đại quả, đại tốt. Tại sao nó lại thế? Tại sao lại có tâm đại thiện? Nó cũng như thế, bảo là tâm thiện, tám tâm thiện này nó có tâm thiện của đại thiện, tâm thiện này nó thuộc về đại quả, tâm thiện này nó thuộc về đại tốt. Nó được chia sẻ ở đây, sự khác nhau giữa tâm đại thiện, đại quả, đại tốt là như thế nào. Tâm đại thiện là khởi lên lúc đang làm thiện nghiệp. Tâm đại thiện là khởi lên cái lúc mình đang làm thiện nghiệp. Tâm đại quả là cái tâm khởi lên là cái lúc mà nghiệp nó cho quả. Còn tâm đại tốt, tâm đại tốt còn gọi là tâm duy tác khởi lên cái lúc tạo nghiệp nhưng không để lại quả, tức là cái tâm của Đức Phật và các vị A La Hán thì gọi là tâm đại tốt. Nó chỉ có duy tác, còn vấn đề nó là đại thiện và đại quả. Có thể là trong lúc mình đang hành động làm việc thiện là nó khởi lên tâm thiện, đấy nó gọi là tâm đại thiện, đại thiện nó khởi lên. Còn có những cái hành động nó là tâm đại quả, tâm đại quả nó khởi lên, khởi lên là cái lúc mà cái nghiệp này nó cho quả, cho quả mình được an vui. Nghĩa là bây giờ mình bố thí thì mình được, hay là mình lễ Phật, mình nghe pháp, mình hành thiền, thì cái lúc đấy là cái mình đang tạo nghiệp, và những cái tâm đại thiện nó khởi lên vào cái lúc tạo nghiệp đấy. Nhưng mà cũng có ở những cái lúc khác, có ở những cái lúc khác mà cái tâm đại quả này nó cũng khởi lên, nghiệp nó đang cho quả, là có cái lúc đấy từ cái tâm của mình, từ cái tâm của mình nó cũng tự động nó khởi lên những cái tâm thiện này. Tâm của mình nó tự động nó khởi lên các tâm thiện, thì cái lúc đấy là cái thiện mà nó cho quả, cho quả thì mình cũng khởi lên cái tâm đấy. Như bây giờ mình được sinh trở lại cõi người, mình được sinh trở lại cõi người, thì đấy cũng là một cái quả của cái thiện nghiệp. Khi được sinh trở lại cõi người, mình lại được gặp Phật pháp, được gặp giáo pháp, mình thường xuyên được nghe giáo pháp, thì cái đấy nó cũng là một cái quả của cái, như nó là một cái quả của cái thiện nghiệp. Cái tâm quả này nó sẽ cho khởi lên, đến cái tâm quả nó khởi lên cái lúc mà cái tâm nó cho quả. Thì trong cái tâm của mình vậy, có những cái người thì phải nỗ lực tạo thiện nghiệp, nỗ lực tạo thiện nghiệp. Có những cái người thì do cái thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ nó rất nhiều và bây giờ nó trổ quả, và những cái quả thiện nó cũng khởi lên rất là nhiều. Cái tâm đại quả thiện nó khởi lên thì đấy nó cũng là tâm thiện, có tâm thiện của nghiệp và tâm thiện của quả, và tâm thiện duy tăng. Duy tăng thì nó không phải là thiện, nó không để lại một cái nghiệp gì hết, nó không để lại quả báo. Thì cái này là tất cả những hành động của Đức Phật và các vị A La Hán
do không còn có tham ái với những cái hành động đấy, không còn vô minh tham ái mà chấp thủ vào những hành động đấy, cho nên những hành động đấy được gọi là tâm tùy tác. Thế nào là tâm thọ thì có chậm, tâm thọ thì cần nhắc lại. Khi làm thiện nghiệp với tâm thọ thì có chỉ hiểu về nghiệp và nghiệp quả, nhưng làm một cách thụ động, khi có người khác thúc tục mới làm, thì đây được gọi là thọ thì có chỉ hiểu chậm. Thọ thì có chỉ vô chậm thì chỉ ngược lại đấy không? Đó là không cần ai nhắc quả, tự mình làm. Còn đến cái tâm mà tâm linh trí, chỉ là khi làm việc thiện nhưng không có chỉ hiểu biết về nghiệp quả thì những người này không hiểu biết về đạo pháp gọi là ni trí. Nên trong cái lúc mà cái có rất nhiều người làm rất nhiều cái việc tốt, việc thiện, nhưng mà nếu mà không có cái kiến thức về việc, vì đó không có cái hiểu biết về cái nghiệp kinh nhân nghiệp quả thì đó vẫn tạo được thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp ấy nó không đi kèm với trí tuệ. Và chính cái nghiệp này nếu mà nó mà bác vào lúc cận tử thì nó kiếp sau thì nó trở thành người nhị nhân. Nếu mà nó chủ quả trong cái lúc đi tái sinh, đi tục sinh thì trở thành người nhị nhân. Vì người đó có làm nhiều việc thiện nhưng lại không có hiểu về cái nghiệp thiện đấy, không có tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nó thành cái thiện nghiệp nhị trí. Tâm không hình trạng là gì? Khi làm việc thiện với tâm thản nhiên, không hoan hỷ thì gọi là không hình trạng. Có rất nhiều cái tâm không hình dạng, nên với một cái tâm rất là thản nhiên. Có những cái việc do mình làm nó quá quen thuộc này, làm nhiều lần, cho nên là bây giờ mình làm với một cái tâm cũng rất là thản nhiên. Nhưng mà cũng có những cái việc mà mình làm với cái tâm thờ ơ, mình cũng chẳng thích, mình cũng chẳng chán, thì nó cũng là cái tâm hành câu hình dạng. Thì cái tâm mà nó đã đạt với một cái tâm nó ở mức tinh nguyên thuần thục rồi thì cái mức cái xả đấy nó khác, còn cái xả mà cái tâm người hợp nó khác. Nên nó có những cái xả nó đi với những cái tâm rất là cao thượng, có những cái xả nó đi với cái tâm rất là hạ điểm. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà chứng vào đến mức gọi là tứ thiện sắc giới và các cái tầng thiện vô sắc giới thì lúc đấy cái tâm nó chỉ có cái tâm thản nhiên không hình xả. Vậy thì cái người này nói vậy thì cái tâm sản này nó đi kèm với những cái tâm rất cao thượng, nhưng mà nó cũng đi kèm với cái tâm rất là hạ nhiệt. Ví dụ như những cái tâm si hoài nghi, cái lúc mình hoài nghi mình có vui hay buồn không, rõ ràng không vui hay buồn gì cả, thì các cái tâm si nó cũng là câu hình sản. Một cái người bị si người ta cũng cứ đơ này, nó vui mà nó không buồn, nó không ra một cái gì. Mà một cái người mà cực thiện như một vị A-la-hán vậy cũng không có vui, không có buồn. Vậy thì cái tâm sản nó đi với những cái khi mà nó đi cao thượng thì nó rất là cao thượng, khi mà hạ nhiệt thì nó rất là hạ nhiệt. Đó cái tâm sản. Bây giờ thấy một người ta đưa sẽ, nếu mà một cái người mà hay có cái niềm tin vào cái vị này thì chẳng là một cái bậc cao nhân, hoặc là một cái người gặp thấy một cái bậc cao nhân người ta cũng đưa đơn thì bảo chắc cái người này là người ngu si. Những người này có cái tâm sản thản nhiên với đời, chẳng thiết gì cả. Nhưng một vị A-la-hán thông dong tự tại chẳng bao giờ dính mắc cái vụ đời. Một cái người ngu si điên cuồng mà cũng chẳng thần gì hết, nhưng mà hai cái cao thượng và hạ nhiệt thì khác nhau rất xa. Người đang tâm sắc giới, tâm sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sơ thiền, tâm thiền sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới, nó cũng là từ sơ thiền đến ngũ thiền mà nó lại chia ra thành tâm thiền, tâm quả và tâm tố. Như thế này là giải. Cái tâm thiền có nghĩa là ở một người tạm thiền thì có tâm thiền. Cũng là một cái tất cả mọi người như thế này, nhưng mà tất cả mọi người mình có đầy đủ hết tất cả các tâm dục giới ấy. Những cái tâm dục giới mà mình học qua thì ai cũng có, tam tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, rồi là các cái tâm 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 tịnh hảo,
gần như là đại thiện, đại quả thì ai cũng có. Nhưng mà đến cái tâm sắc giới này thì chỉ có ở nơi những người tu tập mà đã tầng thiền. Chứng được sơ thiền thì có tâm sự thiền, chứng nhị thiền thì có, mới có tâm nhị thiền, chứng tam thiền thì có tâm tham thiền, và chứng tứ thiền thì có tâm tứ thiền, chứng ngũ thiền thì có tâm ngũ thiền. Đấy được gọi là tâm thiện sắc giới. Và cái người mà bắt đầu đang hành ở các tầng thiền này, đang hành ở các tầng thiền này, là cái người đấy, là cái người đấy đang tạo cái hành động thiện hay là đang hưởng cái quả. Cái người mà chú ở trong tầng thiền là người đó đang tạo nghiệp hay là đang hưởng quả. Cái người đó đang tạo cái này, đang tạo cái thiện nghiệp này, đang tạo cái thiện nghiệp sắc giới. Vậy thì cứ ham chú ở trong tầng thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì lúc đấy mình đang tạo thiện nghiệp liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình tạo thiện nghiệp liên tục. Chứ không thể bảo là mấy cái người ngồi thiền suốt ngày ngồi không có tạo cái gì cả thì làm gì sau này có công đức, lấy cái gì mà xấu. Nhưng mà thực ra cái người thiền này tạo nhiều công đức nhất, bởi vì cái những cái thiện nghiệp là nó liên tục không gián đoạn. Nó không như những cái hành động khác, mình đi làm cái việc khác, nhưng mình cái những cái hành, những cái tạo thiện nó không khởi lên liên tục như cái lúc hành thiền. Một người mà chú tâm và hơi thở mà chưa đắc thiền thì sẽ tạo được cái gì? Nó vẫn tạo được cái thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp dục giới nó vẫn tạo liên tục. Thì lúc đấy nhưng mình ngồi thiền tạo được cái công đức nhiều nhất. Còn đến cái tâm quả này là khi nào sao lại có quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Cái tâm quả này nó sẽ sinh ở cái lúc mà vị đó sinh, nó cái tâm này nó cho quả. Khi mình chú trên sơ thiền 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm, tạo vô số thiện nghiệp của sơ thiền, nó cho quả sinh về cõi phạm thiên sơ thiền. Khi mình sinh về cái chỗ quả, sinh về cái cõi phạm thiên rồi, thì lúc đấy cái tâm sơ thiền nó vẫn sinh lên, nhưng nó là tâm quả. Đấy là tâm quả. Chú ở trong nhị thiền vậy thì đấy là tạo thiện nghiệp của nhị thiền. Bây giờ nó chủ quả có nhị thiền thì cái nhị thiền này nó là tâm quả của nhị thiền. Vậy thì cái tâm quả này chỉ khi nào nó cho quả ở một khi nào, nó chỉ khi nào đi từ cái lúc tục sinh trở đi thì nó mới cho quả. Tục sinh mình sinh về các cái cõi phạm thiên thì nó mới cho quả mới được. Còn ở cái lúc ở cái cõi người mình đắc thiền, những người hành thiền đắc thiền chỉ có tạo thiện nghiệp thôi. Khi nào vị đó sinh về các cõi phạm thiên thì lúc đấy cái tâm ấy nó mới trổ quả, nó thành các cái tâm quả. Còn tâm tố, nhưng mà vị đó lại không có sinh về cõi phạm thiên mà lại tu chứng đắc A-la-hán. Tu chứng đắc đến A-la-hán thì vị đó nhập vào sơ thiền, thì lúc đấy là sơ thiền là thiện hay là quả? Khi mà một vị A-la-hán mà nhập sơ thiền thì cái tâm thiền đấy là tâm thiện hay tâm quả? Không, nó là tâm tố. Tâm tố có nghĩa là tâm retard, tâm không thiện không ác, gọi là không phải thiện cũng không phải bất thiện, không để lại quả gì hết. Còn khi mà chưa chứng đạo quả, biết một cái người còn là phàm nhân hoặc là một cái vị dựng niu nhất lai bất lai mà nhập vào các tầng thiền thì nó vẫn tạo ra cái tâm thiện. Chỉ có một vị A-la-hán nhập thiền nó mới tạo ra cái tâm duy tác, tâm thủ gọi là tâm duy tác, tâm không có thiện cũng không bất thiện. Bởi vì ví dụ như bây giờ một cái vị thượng lưu, một cái vị phàm nhân hoặc là ba cái vị thánh gọi là thiền, vì nó nhập thiền thì vị đó vẫn có tham ái với thiền. Nhưng mà chỉ có một cái vị a la hán thì vị nhập thiền thì mới không có tham ái với thiền, không tham ái, không thấy có cái ta nhập thiền nữa. Cho nên là cái tâm thiền thì nó mới là tâm tố. Người tam tâm sắc giới. Có người hai tâm vô sắc giới, không vô biên giới, vô biên giới, vô sở hữu xứ, vi tưởng thì vi tưởng xứ. Cũng như vậy thì thiện sắc giới, quả sắc giới và tố sắc giới thì nó tương tự như là cái tâm sắc giới. Thiện có nghĩa là cái bây giờ mình đang tu tập mà chứng đắc được các tâm thiện này thì lúc đấy mình đang tạo ra cái thiện nghiệp này. Khi nào mình sinh về các cái cõi thì sáu tương ứng với tầng thiền đấy thì là lúc ấy nó mới cho quả. Còn nếu một vị đó chứng đắc A-la-hán thì những cái tâm đấy nó không cho quả nữa. Chứng đắc A-la-hán rồi thì những cái tầng thiền nó không cho quả nữa và nó sẽ trở thành cái tâm tố, tâm retard.
một vị A La Hán thì làm cái gì nó cũng không để lại quả báo gì hết. Thì đó, làm cái gì còn một cái người mà làm việc này nó không để lại quả. Đó là khi mình còn tham ái với cái việc đó thì nó sẽ để lại quả. Thì mỗi vị A La Hán là làm cái gì cũng không tham ái, cho nên nó chẳng có quả gì hết. 20 nội đại, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ thiền, nhị thiền, tập thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đây là gồm 20 tâm đạo, đây là 20 tâm siêu thế, và được chia thành 40 tâm siêu thế là vậy. Sơ đạo, ví dụ một người chứng vào sơ đạo, thì vì nó cũng có thể chứng ở cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền. Ở nhị đạo cũng có thể sơ nhị tam tứ ngũ thiền, ở tam đạo cũng vậy, ở tứ đạo cũng vậy. Thì các pháp thiền này gọi là pháp thiền siêu thế. Cái tam đạo này nó chỉ khởi đến mỗi một lần, nó diệt đi, nó không còn khởi đến nhiều lần. Cái lần đầu tiên thì nó đang hành thiền vipassana. Một cái người muốn có được cái tam đạo này thì phải hành thiền vipassana, quán sự vô thường, khổ vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn. Cho đến khi nào mình nhàm chán được với năm uẩn, mình đi được cái tham ái, đoạn trừ được cái tham ái, chấp thủ với năm uẩn, thì lúc đấy cái tâm đạo nó mới sinh lên. Tâm đạo nó sinh lên chỉ khi nào mình cắt đứt được cái tham ái đối với năm uẩn, thì mình thể nhập với chánh trí, mình tuệ chi được cái sự vô thường khổ vô ngã, và mình thể nhập hoàn toàn với cái sự vô thường khổ vô ngã này, thì cái tâm đạo hoặc là cái này nó sinh lên, nó sinh lên một lần, mình thấy cái tâm đạo này một cái, cái phiền não này được diệt trừ. Tâm đạo này nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt những phiền não. Ví dụ chứng được sơ quả, nó sẽ cắt đứt luôn thân kiến ngoại nghi và giới cấm thủ. Mình không bao giờ còn tà kiến với cái thân này nữa. Mình biết, mình biết thân này là năng uẩn, chứ không có cái tự ngã, không có linh hồn. Khi mà chứng được nhị đạo thì nó sẽ làm cho tham sân si trở nên sẽ còn rất là vi tế, tự làm suy yếu những tâm tham sân si. Khi mà chứng đến tam đạo thì là những cái tâm tham sân nó sẽ diệt trừ được hết cái tham ái và sân hận, tất cả những tâm sân với những cái tâm dục tham là người tam đạo phải diệt trừ. Mình không còn tham ái những cảnh trần bên ngoài nữa, mắt thành như bị trúc, tức là những cái cảnh ở dục giới này là không còn giá trị, không còn tác dụng, không còn ý nghĩa gì nữa. Cái người có tam đạo và bị nó ở sâu nhị tam đứng ngũ thiền tứ đạo thì diệt trừ hết tất cả những phiền não ở dưới sâu, ngã mạn hay là những cái phóng dật nó sẽ được diệt trừ ở cái tứ đạo này. 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo khởi lên một sát na rồi diệt đi ngay lập tức, và sau đó là tâm quả. Tâm quả thì sinh lên liên tục, mình liên tục mình an trú ở trong tâm quả liên tục, thì lúc đấy ở sơ quả dự lưu mình có thể chứng có được tầng thiền, sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền hoặc ngũ thiền. Mình có thể ở một trong những cái tầng thiền này, nhị quả cũng thế, tam quả cũng thế, hay là tứ quả cũng thế, mình sẽ một trong năm cái tầng thiền này, tùy theo cái pháp quả của mình. Cái tâm quả này là tâm thiền siêu thế, mình an trú với tâm thiền này lúc nào được, bất cứ lúc nào mình nhớ muốn an trú trên các cái tầng thiền siêu thế thì mình thấy cái tính diệt tận của cái danh sắc, mình sẽ an trú ở trong cái thiền quả này, và lấy cái niết bàn làm đối tượng. Cái này là tâm quả, là tâm siêu thế. Còn thế bây giờ mình tổng cộng là nói về đến thức, tức là tâm, tâm thức, nói về đến cái quả cuối cùng tâm thức của con người, tổng cộng là có 121 tâm, đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nên là 12 tâm bất thiện, 18 tâm ngu nhân, quả bất thiện, quả thiện là tố ngu nhân. Nên là cái tâm ngu nhân, tức là cái tâm này nó không có tham sân si, mà nó không vô tham vô sân vô si, cái số tâm sở nó rất là ít, nó gọi là tâm ngu nhân. 24 những giới tịnh hảo, đại thiện có 8, đại quả có 8 và đại tố có 8. Đây là cái những cái tâm ở cái cõi dục giới. 15 sắc giới, 15 sắc giới thiện có 5, quả có 5 và tố có 5. 15 tâm sắc giới thiện 5, quả 5 và tố 5. 12 vô sắc giới
thiên bốn quả vụ nguyên tố bốn, 20 văn đại sơ nhị tam tự và 20 tập quả, tổng cộng là 124 tập. Nhân là gì? Là tập, thì mình phải vấn đề tập là thức, và tại sao mình lại sinh ra cái tâm thức đấy? Cái tâm thức là có nhân, và có những cái nhân quá khứ như là vô minh, thân ái, chấp thủ, hành nghiệp của mình nó cũng là nhân, và tập cái tâm thức đấy là quả, thì quả theo cái pháp duyên khởi, theo cái pháp duyên khởi thì mình có thể thấy được khi do mình có cái vô minh, ví dụ như mình có cái tham ái mong sao tôi sinh nhận làm người, thì đấy là cái vô minh, cái đấy là nhân, nó khiến cho mình đi tục sinh, tái sinh lại làm người. Thì cái tâm tục sinh nó sẽ là quả do mình tham ái. Mình tham ái, mình ưa thích với lại cái kiếp sống làm người này, cho nên nó cũng là nhân, nó sinh ra cái tâm mà mình phải đi tục sinh, để mình chấp thủ vào cái cõi người này, cái kiếp sống của cõi người nó sinh ra tâm này. Các cái hành động thiện nghiệp thế nó cũng là nhân, và cái nghiệp quả, cái nghiệp hữu từ cái hành nó đến được cái nghiệp, nó cũng là nhân, và nó cái tâm thức của mình nó sẽ là quả. Thì cái quả đầu tiên là cái tâm tục sinh, và sau đó là các cái tâm còn nặng, cái tâm về sau thức hay là cái tâm hữu phẩm hay tâm tử. Thì tất cả những cái tâm đấy nó đều có cái bắt nguồn từ cái vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, rồi là bao nhiêu các cái tâm khác nó cũng được sinh khởi lên nhờ dựa trên những cái tâm thanh sắc đó. Thì nó có những cái nhân quá khứ như vậy, và nó có những cái nhân hiện tại, tâm sự, sắc căn, sắc cảnh, và do tác ý là nhân, và tâm là quả. Thì cái tâm nó là cái tâm vương, và nó sinh lên được nó phải có các tâm sở. Thì một cái tâm tham nó sinh lên nó phải có cái tâm sở tham, ngã mạn, có tà kiến. Như bây giờ nó không có tà kiến thì nó không gọi là tâm tham, mà nó không ngã mạn, nó không gọi là tâm sát tham được. Tâm sân, sân đôi khi nó có cần nhắc vào hoặc không cần nhắc vào, mình có cái tác ý bất thiện nó khởi lên. Tâm thực sự còn sắc căn, có nghĩa là mỗi tâm nó ở một cái căn khác nhau. Ví dụ như về cái tâm nhãn thức thì nó phải ở cái căn đó là cái nhãn tịnh sắc. Cái tâm nhãn thức thì nó phải sinh ở trên cái nhãn tịnh sắc ở trên con mắt, chứ nó không sinh ở chỗ khác, đó gọi là sắc căn. Cái căn nào thì nó sinh ra những tâm này. Thì đại đa số các tâm thì nó sinh ở dưới trái tim, nhưng mà chỉ trừ có mỗi 6 cái tâm là nó, có mỗi 5 cái tâm là nó sinh ở trên 5 căn. Đó là nhãn thức nó sinh ở trên con mắt, nhĩ thức nó sinh ở trên con mắt, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Chỉ có những cái thức đấy là nó các cái sắc đấy, các cái thức đấy là nó sinh ở trên 5 cái căn đấy. Còn lại tất cả các tâm thức khác nó đều sinh ra ở dưới cái sắc trái tim hết. Tất cả các tâm thức còn lại đều sinh ra từ dưới cái sắc trái tim, từ dưới trái tim mà sinh ra các cái tâm. Có cái cảnh sắc, tức là cái căn, ví dụ là mắt là căn, cảnh là cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì bây giờ mình có căn nhưng không có cảnh thì nó sẽ không sinh đi, tâm nó không sinh đi. Ví dụ bây giờ mình tắt điện đi, mình mở mắt nhưng mình không nhìn thấy gì cả thì tâm nó không sinh đi, cái nhãn thức nó sẽ không sinh đi, vì nó không có cảnh để mà sinh. Hoặc là bây giờ mình lắng tai nghe, nhưng mà bây giờ mình nhốt ở trong lồng kính, bao nhiêu cái tiếng động ở bên ngoài nó không tác động vào trong tai mình được, thì nhĩ thức nó không sinh lên. Thế là cái cảnh trần. Tị thức vậy, như bây giờ mình cố gắng ngửi một cái gì đó, nhưng mà mình không có cái mùi gì để ngửi, thì là tị thức nó không sinh lên. Mình muốn cho cái thiệt thức nó sinh lên thì phải có một cái gì đó tác động lần nữa. Còn nếu mà không thì thiệt thức nó không sinh lên. Vậy đấy nó gọi là sắc cảnh, nó phải có cái cảnh trần ở bên ngoài thì cái tâm thức nó mới sinh lên. Và có một cái nữa là tác ý, do mình có cái tác ý. Nếu mình bây giờ tác ý đúng như ý tác ý thì những cái tâm sinh lên là tâm thiện. Mình tác ý sai phi như ý tác ý thì tâm nó sinh lên là tâm bất thiện. Cũng cùng một cái cảnh trần, nhìn thấy một cái bông hoa, mình sẽ có nhiều cái cách tác ý khác nhau, và nó sẽ sinh lên nhiều cái nội tâm khác nhau.
Mình chỉ cần hiểu, mình tác ý một cái tà kiến, cái bông hoa này đẹp quá, nó sẽ tồn tại mãi mãi, mình sẽ rất là vui thích với nó. Lúc đấy là cái tâm tà kiến khởi lên, nó có cái tâm tham. Hoặc là mình nghĩ là cái tâm này, cái bông hoa này sống quá, cái mùi của nó khó chịu quá, để đây mình rất là bực tức, thì nó có tâm sân nó khởi lên. Còn mà mình nhìn thấy một cái bông hoa thì mình bảo cái bông hoa này nó có mùi rồi, nó sẽ có tà, có sinh có diệt, chẳng có gì đáng thích và chẳng có gì đáng ghét, bình thường thôi. Thì lúc đấy nó có cái tâm như đi tâm ý như vậy, thì nó có cái tâm tươi tính là nhân, là nó sinh lên cái tâm là quả. Thế là tính vô ngã của tâm. Trong việc các cái tâm như vậy mình chia chẻ mổ xẻ ra các cái tâm như vậy, để thấy được cái sự diễn biến, thấy được những cái hoạt động của tâm nó rất là tinh vi, nó rất là vi tế, và nó diễn biến một cách nó như một cái dòng tương tục như vậy, như một cái dòng chảy liên tục hết từ cái lớp này đến lớp khác, nên nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Để cuối cùng là mình hiểu ra bản chất thật sự của cái tâm, hiện ra bản chất thật sự của cái tâm, nó không phải là một cái linh hồn trường cửu nào cả, mà chẳng qua nó đủ duyên, nó sinh lên rồi hết duyên nó lại diệt đi mà thôi. Thì cái tính vô ngã của tâm là cái bản chất của tâm, luôn sinh lên và diệt đi. Cái tâm nó cứ sinh diệt liên tục, nó chỉ có một sát na sinh lên, một sát na sinh rồi là trụ diệt, nó cứ sinh lên, nó ăn trụ và diệt luôn. Nhưng ở trên sắc thì nó còn có cái sát na là nó sinh lên, nó là một sát na mà nó tiến triển, rồi là một cái sát na nó ăn trụ, một cái sát na mà nó già đi rồi nó mới chết. Nhưng mà còn tâm này thì nó lại không có cái giai đoạn già, mà tâm này nó chỉ có trụ lòng nó diệt đi luôn. Nên cái phần tinh thần bản chất của tâm luôn sinh lên một cái nó diệt đi luôn, vì tâm sinh lên diệt đi. Nhưng mà nên nó vô thường, mình chịu sự bước bay của liên tục của vô thường, nên nó khổ, vì vô thường khổ nên nó không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Nếu mình thấy tên được cái sự vô ngã, thấy được cái sự giảm thẳng của vô ngã của tâm, khi nào mình thấy được cái tính sinh lên và diệt đi của theo từng cái sát na của cái tâm đấy, hoặc là mình có thể thấy được cái sự sinh lên diệt đi bằng cái nhân duyên của nó. Ví dụ cái nhân nào nó sinh ra tâm, rồi cái nhân đấy nó sinh lên một cái nó diệt đi, thì cái quả nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi. Ví dụ vô minh sinh ra tâm, vô minh hành thức, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, nó sinh lên một cái thì nó diệt đi, thì tâm nó cũng sinh lên một cái nó diệt đi, thức cũng sinh lên một cái nó diệt đi, nhân diệt thì quả nó cũng diệt, thì nó cũng là cái sự vô thường. Vì vô thường nên nó khổ, vì khổ nên nó là vô ngã. Thế thì mới thấy được là cái thức này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái thức nó chỉ là cái thức, cái thấy trong cái thấy chỉ là cái thân, chứ nó không có cái ta đang thấy. Thì đấy là người để tính được thấy được bản chất thật sự của cái thấy, đó là cái thức ấy. thức nên là biết là thấy, trong cái nghe nó chỉ là cái nghe, chứ không có cái ta đang nghe, bản chất của nó là vậy. Thì tính thấy được cái sự nó không có cái bản ngã ở trong đó, vì nó là vô thường khổ vô ngã, thì đấy là thức vô ngã. Và phải quán như vậy theo 11 cách, thức ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thông thế cao thượng và hạn điểm sơ sát, vừa gần để vô thường khổ và vô ngã đi. Phải quán chiếu cả những cái tâm thức ở quá khứ kiếp này và kiếp trước, ở hiện tại đây, ở những cái kiếp tương lai của đời này và tương lai đời sau, bên trong và bên ngoài, thông thế cao thượng và hạn điểm sơ sát, để mình vô thường, để mình vô và để mình vô ngã. Quán tâm vô ngã thì là gì? Quán cái thức vô ngã như vậy để làm gì? Quán như vậy, tuệ chi như vậy, quán chiếu như vậy để làm gì? Mình hiểu ra được sự thật của cái tâm. Quán tính vô ngã để nhàn chán đối với tâm. Quán như vậy để nó không có tham ái, không có tham ái đối với cái tâm thức là mình. Mình còn tham ái
tụng những cái tâm, ví dụ bây giờ một cái người có tham đối với tâm thức, đối với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tham thức, ý thức, thì mình sẽ có cái chấp thủ, mình có chấp thủ một cái thấy của tôi, cái mê người đến của tôi, những cái suy nghĩ của tôi, đây là những cái ý kiến của tôi, đây là cái nhận thức của tôi, đây là cái hiểu biết của tôi. Những người sẽ có cái tham hết pin. Để nhàm chán đối với tâm, để nhàm chán, để tham đối với tâm, để dọn diệt hết tham ái chấp thủ đối với tâm, để từ bỏ đối với các hành nghiệp vì tâm, để đạt được chánh trí, giác ngộ tự tâm, để chứng ngộ niết bàn, giải thoát tự sinh. Để quan chiếu với tâm vô ngã để thì mình không còn chấp trước và cái tâm này là tôi, là của tôi nữa, và mình không còn tham ái, không còn chấp thủ nữa. Thì hết tham ái chấp thủ thì mình sẽ không còn tạo các cái nghiệp gì nữa, cái tâm, còn cái tâm của mục định. Thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, những câu hỏi liên quan đến tâm. Nói tâm thì bây giờ nhiều người nói là có vọng tâm, có chân tâm. Những câu nói rất là thông dụng, sao đạt được cái sự chân tâm. Vọng tâm là gì? Vọng từ chân tâm là cái gì? Vọng tâm là cái tâm bất thiện đi kèm với tâm si mê, nhưng còn đang động trước cảnh trần, xin ra là tình cảm được mất thương thua ghen chê yêu ghét, là cái vọng tưởng. Còn chân tâm là cái tâm thiện đi kèm với trí tuệ, nhưng thản nhiên tự tại không đang động trước cảnh trần. Có thể là một cái quan niệm của cái vọng tâm và chân tâm. Bây giờ mình nói có cái tâm nào mà nó chân thường, chân lạc, chân định, nó sẽ không có một cái tâm nào. Tâm là một cái pháp hữu quy và nó luôn luôn có cái tính đó là phải sinh diệt, chứ nó không có tồn tại tiếp tục được. Cho nên ai nói rằng là có một cái tâm là chân thường, gọi là tâm chân như, nhiều người nói có cái tâm chân như thì cái đấy nó không có cái tâm nào, nó chỉ có cái tâm không còn dao động với cảnh trần. Có những cái người đạt được cái mức mà tâm nó tự tại, nó giữ cái tâm thản nhiên cho cảnh trần, nhìn thấy cảnh đẹp nó không thích, nhìn thấy cảnh xấu nó không ghét, đấy được gọi là cái tâm tự tại. Còn cái tâm mà nó như bất động, còn vọng tâm thì nó còn dao động, còn hên chê yêu ghét. Tâm của một thánh nhân với tâm của một phàm nhân thì nó khác nhau như thế nào? Cái tâm phải so sánh giữa tâm của bậc thánh với tâm phạm nhân này, tâm bậc thánh dựng niêu khác với phạm nhân này, bậc thánh dựng niêu hết tà kiến với năm uẩn, còn phạm nhân thì còn đại kiến với năm uẩn. Tà kiến với sắc thọ tưởng hành thức là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, còn phạm nhân thì sắc thọ tưởng hành thức là thường đạt ngã tịnh. Đấy là khác nhau về cái tưởng. Một cái bậc thánh thì có cái tưởng khác, có cái tưởng tưởng đúng 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 với chân lý này, cái tham lam của này là vô thường của vô ngã bất tịnh. Còn cái người phàm nhân thì thường là ngã tịnh, cho nên là tham ái thì nó thân rất là nặng, cho nên có niềm tin tuyệt đối về nghiệp và quả của nghiệp, còn phàm nhân thì còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. Bị dự tin này là không còn cái tâm nghi ngờ về các cái hành động thiện thì sẽ để lại cái điều thiện, hành động bất thiện thì sẽ phải chịu cái quả khổ. Cái niềm tin đấy là nó thể nhập và nó tuyệt đối, nó không bao giờ bị mất đi cái niềm tin đấy. Nhưng mà cái người phàm nhân thì chưa chắc cái niềm tin đấy nó sẽ đôi khi nó vẫn thay đổi. Niềm tin có quả báo thiện, niềm ác có quả báo ác, niềm bất thiện, niềm không biết niềm bất thiện có quả báo hay không, không biết niềm ác có quả báo hay không, nên là cái người phàm nhân đôi khi còn hay nghi ngờ cái vấn đề này. Còn tham sân si mê tế
Nhưng mà một vị thanh niên vẫn có tham sân si, vẫn tham sân si, nó chỉ hơi vi tế một tí xíu, chứ còn là nó vẫn còn khởi lên, độ đến vẫn sẵn được cả mặt. Vẫn là chỉ hơi người thường chút xíu, đó là không đặt những cái ác nghiệp quá mạnh để dọa xuống khỏi khổ. Còn người phàm nhân thì cái tâm tham sân si nó khởi lên khiến cho họ có thể tạo những cái ác nghiệp cực mạnh và đọa xuống khỏi khổ. Còn một vị dự niu thì tham sân si nó khởi lên, nhưng vị đó biết kiểm nó nhẹ hơn, cho nên vị đó có thể tạo những cái nghiệp ác vừa vừa vẫn sinh về cái cõi này. Đấy là hai những vị này khác nhau, vị thánh nhân vị phàm nhân hai sự khác nhau. Hết là thiền về năm uẩn, cái này cũng giống y như một vị dự niu, vị thánh, nó chỉ khác nhau một cái này, còn tham sân si nhưng khó khởi lên và nó bị tệ. Còn tham sân si dễ khởi lên và nó mạnh, đấy là phàm nhân, nó chỉ khác nhau một cái này đó. Khác với dự niu, một vị thánh nhân ai chỉ khác với một vị dự niu đó là tham sân si của một vị nhân ai rất là bình tĩnh, có tham nhưng rất ít khi nó khởi lên, có sân có si nhưng nó khởi lên rất yếu, còn một người phàm phu thì khởi lên rất là mạnh. Đấy là hai cái khác nhau của thánh bất lai với phàm nhân. Thánh bất lai hết tham dục với trần cảnh, mắt không tham xa tai, không tham tiếng, mũi không tham hương, lưỡi không tham vị, thân không tham chạm xúc, hết cái ngũ dục. Bậc thánh bất lai là không còn tham ngũ dục nữa. Còn đối với phàm nhân thì mắt tham xa tai, tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc, khác nhau một trường hợp. Còn ngã mạn và phóng dật vi tế, nhưng mà vị thánh bất lai vẫn phóng dật và ngã mạn, vẫn ngã mạn vẫn thích cầu thành. Mình có những ngã mạn cho mình, những người bà vẫn có một chút phóng dật nhưng mà nó yếu, nó không mạnh. Còn vị phàm nhân thì ngã mạn và phóng dật rất là lớn, càng cái tâm bất thiện càng để dẫn tới từ thành rất là cái nhà là một bậc thánh a la hán hết sạch cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si là hết, không còn gì hết. Còn phàm nhân thì còn nguyên cả 12 tâm bất thiện, tham sân si đã diệt trừ hoàn toàn, không bao giờ còn sinh trở lại được. Một bậc thánh a la hán thì tất cả những cái tâm bất thiện, những phiền não đấy được diệt trừ và được diệt trừ vĩnh viễn luôn, không bao giờ nó sinh trở lại nữa. Còn tham sân si của người phàm thì khởi lên hàng ngày. Một thánh sinh đã tận phản hạnh đạo thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sự, đã chân trí giải thoát ra những tận khổ đau. Không biết này là sinh thì còn bất tận phạm nhân này, phạm nhân chưa thành, việc cần làm chưa xong, chưa đặt gánh nặng xuống, chưa diệt trừ kiết sự, còn vô minh tham ái cho buộc, chưa diệt tận khổ đau. Thì sự so sánh giữa một bậc cao một thành, bốn một thánh nhân, quý phạm nhân. Thế muốn chế ngự được đau tham sân si thì phải làm sao? Thế nên muốn chế ngự khác, bây giờ người phàm nhân thì có nhiều tham sân si, đôi khi nó khởi lên rất nhiều, nhưng bây giờ mình muốn chế ngự nó, chế ngự nó thì chế ngự như thế nào, làm sao để chế ngự được tham sân si cho nó đỡ khởi lên? Thực hành thiền, cái người mà thực hành thiền định, thực hành thiền phán bất định thì chế ngự được tâm tham. Thế mà mình có cái tâm tham ái nhiều thì phải hành thiền quán bất định. Thực hành thiền tâm từ thì chế ngự được tâm sân. Thực hành thiền niệm hơi thở vào lẫn chế ngự được tâm si vọng lực. Đây là cái cách chế ngự tâm để chế ngự tạm thời. Muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì phải làm sao? Nếu như mình là một cái người muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì nó khác. Diệt trừ tham sân si thì phải có cái sự thực hành thiền vipassana. Thực hành thiền vipassana thì diệt trừ được phân biệt tâm và tâm sở, phân biệt được nhân sinh ra tâm, sinh ra là diệt đi của tâm, phân biệt được các nhân sinh ra là diệt đi của tâm, giác ngộ sự thật về sự vô thường khổ vô ngã của tâm, sự thật này. Còn hiểu sai sự thật, tâm là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì tham sân si còn đều sinh lên. Khi nào giác ngộ sự thật tâm không phải là ta, không phải của ta, không phải được làm của ta thì tham sân si không sinh lên nữa. Đấy.
không tiêu trừ được nó thì phải có thiền tuệ, phải phân biệt được ra các cái tâm tâm sở này, phải phân biệt được từng chi tiết như vậy. Sau đó mới phân biệt các cái nhân duyên sinh ra nó, các duyên khởi ra luôn. Sau đó thì qua cái tính vô thường của vô ngã của nó, cho đến khi nào mình hiểu ra các sự thật, cần mình nhàm chán đối với tâm, hiểu ra sự thật tâm không phải là ta. Thì nếu như còn hiểu sai chữ thật tâm là ta của ta, tự ngã của ta, thì tâm tham sân si nó còn quên đi. Còn khi nào giác ngộ nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa, thì tham sân si nó mới không khởi lên được. Mình nhận chịu các tình tham ái của tâm. Tại sao không có người thì thông minh trí tuệ, mà có người thì ngu si đần độ làm sao? Cũng cái tâm này, tâm trí, tại sao ở trên đời thì có nhiều người quá khôn, mà nhiều người thì có ngu làm sao? Thì nó người ngu si là do những hiểu biết sai, thường có tham ý sai, sự thật để có những phiền não tham sân si khởi lên thường xuyên. Người có trí là do có hiểu biết đúng, thường có các ý đúng, sự thật nên trí tuệ thường khởi lên. Thế là cái tại vì theo những cái nhân này, cái người mà có cái tác ý, luôn luôn có cái tác ý sai. Ví dụ một cái người lúc nào cũng tham, lúc nào cũng sân, lúc nào cũng si. Những cái tâm này nó khởi lên liên tục thì những cái tâm tuệ nó không có cơ hội để nó khởi lên. Thì cái người đấy chìm đắm ở trong tham sân si, thì cái người đấy không thể nào mà thông minh mà trí tuệ được. Còn cái người nào mà luôn luôn có cái hiểu biết đúng, quán chiếu đúng, nhận thức đúng như lý tác ý, mà cái tâm trí tuệ hiểu biết đúng nó thường xuyên nó khởi lên, thì trong những cái lúc mà nó khởi lên đấy là cái tâm thiện, và sau này nó trở thành cái tâm quả. Cái tâm quả nó trở thành cái người rất là thông minh, nên có cái tâm đại thiện đại quả đại tố. Ví dụ bây giờ một cái người luôn luôn khởi lên cái tâm tham sân si, thì lúc đấy nó là cái tâm bất thiện, và sau này nó trở thành cái tâm quả, bắt đầu sinh làm cái con trâu bò lợn gà, cực kỳ ngu si. Đấy nó cũng là do nó tạo những cái nhân. Còn bây giờ có cái người luôn luôn có cái tác ý đúng, hiểu đúng, nhận thức đúng, thì cái tâm thiện nó sinh khởi lên, mà trong cái lúc nó sinh khởi lên thì nó là làm nhân. Và sau này vì nó sinh trở lại một cái kiếp sau và trở thành một cái người rất là thông minh, rất là trí tuệ, hiểu biết rất là sắc bén, thì cái đấy cũng là cái tâm thiện, tâm quả thiện, có cái tâm đại thiện đại quả, thì nó là như vậy. Cho nên tại sao ở trên thế gian này có những đứa bé nó sinh ra nó đã rất là thông minh, cái thông minh đấy của nó là do cái gì? Nó là tâm thiện hay tâm quả? Nó là do tâm quả, nó là kết quả của những cái tác ý đúng mà nó đã gieo ở kiếp trước. Nhưng bây giờ sinh ra nó thông minh chứ nó còn bé, nó đã biết tạo cái gì đâu, nó đã tạo, nó đã học hỏi gì đâu mà nó thông minh thế. Bởi vì nó có một cái nhân, nó đã tạo được cái thiện nghiệp từ trước, nên bây giờ mới như vậy. Nhưng bây giờ là ai mà được học Phật pháp, được nghe làm Phật pháp, được thực hành giáo pháp ấy, thì sau này sinh ra cực kỳ là thông minh, sinh ra từ lúc còn bé nó gọi như thằng đồng này. Nhưng chỉ có đi học pháp nghe pháp thôi, không còn để lãng phí thời gian. Tại sao lại có người có tánh hung dữ, người có tánh hiền thiện, người thì có tánh hung dữ cũng không hiền thiện, không hung dữ cũng không hiền thiện? Có ba người như vậy, có người thì rất là dữ tợn, có người thì rất là hiền thiện hiền lành, có người thì được rồi, không hiền, không bất thiện. Nguyên nhân nào, lý do nào, tại sao? Thì có những người còn rất là bé mà nó đã rất là cục tính, muốn đánh nhau mọi người. Nhưng có những đứa thì nó hiền quá trời, họ ngồi đâu ngồi đấy. Nhưng có những đứa thì nó vừa vừa, nó đến chỗ nghịch thì nó nghịch tí, nó đến cái chỗ mà mọi người mà ngồi hiền lành thì nó cũng hiền lành theo, mọi người hung dữ thì nó hung dữ theo. Vấn đề ở đâu mà nó lại có những cái tâm thái như vậy? Vấn đề nó nằm ở đây. Người có tánh hung dữ có ý nhân quá khứ, ảnh hưởng tập khí từ những chúng sinh hung dữ như chúng sinh dưới địa ngục nên Atuna, quỷ thần Dạ Xoa, những loài sư tử hổ báo mãng xà thái sinh trượt đạt. Thế này cái nhân quá khứ, nhân quá khứ như này là bây giờ nó còn cái tập khí đấy. Còn có nhân hiện tại thì có tác ý không,
muốn chúng sinh được an vui hay ghen tị không muốn chúng sinh được hơn mình hay còn sẽ không muốn chúng sinh còn mình hay chẳng vui thường thấy quan chấp chúng sinh thì đấy là có cá nhân quá khứ cá nhân hiện tại cho nên là cái người thành cảnh tức là hung dữ nên có những cái người mà lúc còn trẻ thì họ rất là hiền mà tại sao lớn lên họ lại hung dữ bởi vì khi mà lớn lên họ được quân tập mấy cái tập này cái nhân hiện tại có những người mà còn trẻ tại sao họ là hung dữ mà tại sao lớn lên thì họ lại hết cái tính hung dữ đây thì vấn đề nằm đây người có năng nhiệt thiện nhưng đôi cũng là ảnh hưởng tập khí từ những chúng sinh cao thượng như các vị phạm thiên các vị chư thiên tái sinh người có nhiều kiếp quá khứ tu hành tái sinh thì những người này có cái tâm từ là có cái tâm rất là nhiệt thiện và nó cũng có cái nhân hiện tại cái người đấy thường hay tu luyện những cái pháp từ tâm mong cho chúng sinh được an vui hay tu tập cái pháp bi tâm mong chúng sinh được thoát khổ đau tu tập cái pháp thị tâm mong cho chúng sinh mong cho chúng sinh được hạnh phúc giảm tâm tự tại với hành nghiệp của chúng sinh thì nó có cái người hiền là như thế có thể là do nhân quá khứ của cái người đó là sinh từ những cái chúng sinh rất là cao thượng về và nếu mà nó được huân tập cả hai quá khứ cũng có nhân tốt và hiện tại cũng có cái môi trường tốt để thực hành những cái để phát triển những cái đời tâm này nữa thì bên đó trở thành người rất là hiền thiện và có thể là quá khứ thì đó rất là hiền rất là hung nhưng mà sau đó bị nó được huân tập cái này thì nó cũng giảm bớt cái tính hung dữ này còn hoặc là quá khứ thì rất là hiền nhưng mà khi mà bị đó lại gặp những cái cảnh như trước này huân tập những cái tâm bất thiện này sau đó nó trở thành người hung dữ còn người đối tính bình thường không thiện không thiện có nhân quá khứ là nguồn gốc tái sinh từ những chúng sinh hung dữ nhưng mà nhân hiện tại thì không có ác ý, không ghen tị, không bỏ rẻ, không có oán trách ai. Thì cái người đấy cũng sẽ trở thành một người nó vừa không quá nhận, không quá dữ. Dù mình có cái nguồn gốc quá khứ là không dữ, nhưng mà ở cái hiện tại được giáo dục tốt, được rèn luyện tốt, được nhiều, được gặp đúng cái môi trường tốt, thì mình vẫn rèn luyện cho những cái tính thân dư đấy nó làm bớt này. Và cho cái thiên tâm nó sẽ lớn lên hoặc là có những người nhân quá khứ mình có nguồn gốc tái sinh cao thượng nhưng mà ở nhân hiện tại mình không được rèn luyện những cái nhân cao thượng này nữa không được rèn luyện về từ tâm về vi tâm về hỷ tâm về sát tâm về những cái tâm cao thượng nữa thì cái tâm cao thượng này nó cũng giảm bớt đi có thể là lúc đấy cũng còn trẻ thì cái người đó có cái tâm rất là tốt nhưng mà vẫn lớn lên một tí cái tâm nó giảm đi. Có những người còn trẻ thì cái tâm rất là xấu và lớn lên thì nó lại trở thành người tốt. Vậy thì cái tâm tính của con người một phần là ở quá khứ và một phần ở hiện tại nó sẽ hoàn toàn lên cái tính đến cái tâm thức của con người. Chứ mình không thể đổ hết cho quá khứ cũng không thể đổ hết cho hiện tại. Người nói là tại cái giáo dục hiện tại như đấy nó cũng là một phần và tại cái người đấy cái chúng sinh ở cái cõi người ta cái cõi nó khác nó sinh về nó bị ảnh hưởng cái nghiệp. Vậy thì nghiệp của quá khứ một phần, nghiệp ở hiện tại một phần. Và cái hiện tại thì vẫn luôn luôn có thể thay đổi được những cái nghiệp ở quá khứ. Quá khứ có nghiệp xấu mà hiện tại này mình đền lên cái tốt thì dần dần cái xấu nó sẽ giảm bớt đi và cái tốt nó tăng lên. Và cái quá khứ nó là tốt mà hiện tại nó là xấu thì dần dần cái xấu nó tăng lên và cái tốt nó sẽ yếu đi. Trên cả thân và cả tâm nó đều có các cái nhân của quá khứ và nhân của hiện tại như thế. Cả cái sắc thân của mình bây giờ mình khỏe mình đẹp hay là mình sống đâu được nó cũng là một phần do nghiệp quá khứ và một phần là do cái sự do cái hành động của hiện tại chứ không phải là hoàn toàn do quá khứ nó không hoàn toàn do hiện tại mà nó là do cả hai. Tại sao có người có tà kiến hay có người có trạch kiến? Nghĩa tại sao có cái người luôn luôn thích tin vào những cái niềm tin sai lầm đó là tà kiến? Có cái người thì tin vào những cái gì nó đúng với chân lý, đúng với sự thật chứ không có tin vào những cái điều phi lý. Vấn đề tại sao
được trả lời. Người có thành kiến là do được tiếp thu những kiến thức sai trái và vì đó chấp nhận cho những kiến thức đó là đúng. Người có thành kiến tiếp nhận cho những kiến thức đó là đúng thì đó là người có thành kiến. Người vô thành kiến được tiếp thu những kiến thức đúng với sự thật hoặc do tư duy phân tích mà hiểu được sự thật hoặc do tu tập mà giác ngộ chân lý thể nhận với sự thật. Người có thành kiến và thành kiến khác nhau. Tâm tập tà kiến. Nhưng bây giờ mình được học những cái pháp tà kiến, mình được tiếp thu những cái pháp đấy và mình chấp nhận, mình không có cái trí tuệ để phân tích, mình chọn gạt nào, và mình chỉ có cái niềm tin. Nói sao tin bậy, nghe người ta nói đúng mình tin đúng, người ta nói sai mình tin sai. Khi mình chỉ cần có cái niềm tin vào một cái pháp không đúng thì mình sẽ người có tà kiến. Còn người có tránh kiến thì được tiếp thu những cái kiến thức đúng với thực tập, tư duy phân tích hoặc là do tu tập và đạo mẫu và chân lý. Đấy là cái người đó sẽ phát triển được cái trí tuệ, có chẳng trí kiến. Đây là về cái thức, thức buồn. Vậy là hết cái bài năm buồn, kinh buồn đã tưởng hết. Thì một cái người muốn tu tập đạt được cái sự vô ngã thì phải thấy được cái sắc, sắc tập quyền, sắc luận tiền có con đường đưa đến sắc luận tiền, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì phải thấy được cái sự cái giáo pháp của Đức Phật là để cho mình giác ngộ ra cái thân, cái tâm này, chia sẻ mổ xẻ nó đây, chia sẻ mổ xẻ phân tích nó đây, để cho mình thấy được cái bản chất thật sự của cái thân này. Cái thân này nó không có cái để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái sắc thân này, để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái tâm này, để thấy được cái vô ngã là cái giảm tạm cái rỗng không của nó. Vậy là mình sẽ đạt được đến cái trí tuệ giác ngộ, giác ngộ chân lý, thể nhập chân lý. Hết cái bài kinh vô ngã rồi. Okay.